nhớ thì cách đây 2 năm Hero Team bọn mình đã tổ chức một cái buổi fan meeting để dành tặng cho tất cả các bạn fan. Và cũng có rất là nhiều bạn nhắn tin hỏi cho mình là: anh ơi, tại sao lâu quá rồi chưa thấy Hero Team làm fan meeting vậy? Thì lần này lại tiếp tục là một fan meeting lần 2 dành cho bạn fan yêu quý nè. Fan meeting lần này Hero Team bọn mình sẽ tổ chức vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Có nghĩa là còn 1 tháng nữa thôi các bạn ơi, chỉ còn 1 tháng nữa thôi đó. Và sẽ được tổ chức tại nhà hát Hòa Bình tại phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 1 giờ đến 5 giờ chiều nha bạn nha. Nhớ đến đó xem nha. Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Xin chào mọi người, bọn tôi là bộ ba phá hoại. Ô dè. Mấy bạn nhìn coi, một trong ba người ai là người nhảy đẹp nhất thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Chứ mình thấy là mình nhảy đẹp nhất kìa các bạn ạ. À. Đó, thấy tôi múa ghê không? Tôi nhảy là tôi lấy cái hông nè, thấy chưa? Tôi nhảy đẹp nhất. Ơi, mấy bạn là fan của Phong Cận hay là Sammy hay là Ca Mui trong bộ ba phá hoại thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới để cho mình biết nha bạn nha. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu phá hoại tiếp thôi nào. Let's go. Thì ngày hôm nay mình đã cùng với lại bộ ba phá hoại của mình vào trong làng Hero Team để chuẩn bị phá hoại tiếp nè mọi người ơi. Yeah, vui quá. Trời ơi, vui quá. Tính ra là vui 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 là vui vui ghê. Ok. Rồi, thì bây giờ ở đây nè, tôi đã chuẩn bị ở đây một cái máy như thế này nè bạn. Đây chính là máy rút thăm nha. Và ở trong cái máy rút thăm này nè, mình sẽ giải thích cho bạn nè. Bên trong cái máy rút thăm này hiện tại đang có đá nền nè, gỗ nè, với lại là thủy tinh. Thì những cái này dùng để làm cái gì? Thì như các bạn cũng đọc tiêu đề, chắc bạn cũng biết hôm nay chúng ta sẽ làm về hai cái thảm họa có thể phá hủy làng của chúng ta. Đó chính là đầu tiên là thảm họa lốc xoáy và tiếp theo nữa là thảm họa hố đen vũ trụ nha bạn nha. Đó. Thì nhiệm vụ của ba đứa bọn mình á là sẽ phải xây một cái nhà nào đó thật là an toàn để có thể chống lại được ba cái ba cái sức mạnh của cái thảm họa. Mọi người hiểu không? Nếu là chị sẽ chọn lốc xoáy, tại vì lốc xoáy nó sẽ còn cơ hội sống sót, chứ còn hố đen thì chịu nha, không chơi nha. À không, đúng chị rồi. Ơi, nói đi chung mà chúng ta sẽ chơi hai màn và màn nào cũng sẽ có lốc xoáy và hố đen vũ trụ á đó, cho nên là yên tâm đi chứ sao cũng dính. Ê, vui. Rồi xong vui xỉu luôn các bạn. Rồi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đến với màn đầu tiên là màn lốc xoáy nha các bạn nha. Thì chúng ta sẽ xem coi chúng ta sẽ được cái gì để xây nhà đây. Mời Sam bấm trước đi. Ủa sao tôi cho mua thông minh mà mua giờ gọi là bà mua gọi là gì may mắn mà cho mua trước đi. Rồi, okay. Đâu mà. Vậy mua bấm đi mua. Bấm đi mua. Ông sao nhân danh một cô gái hiền lành tốt bụng đáng yêu, chị xứng đáng được chọn trước. Ok. Bây giờ sẽ là bé bé. Yeah, hay quá, mua xây nhà bằng kính luôn. Trời ơi. Rồi xin chia buồn cùng Mui. Mui phải xây nhà bằng kính. Rồi tiếp theo là Sam á. Sam bấm đi Sam. Đây thần thoại thông minh nè, thần thoại may mắn nè. Đây rồi. Ủa. Yeah, Sam mới là cục gỗ. Vậy có nghĩa Phong sẽ là Phong có được cục gỗ. Ủa gì vậy? Ủa không phải. Lấy ra lấy ra đây để Phong. Phong sẽ là Phong. Mui đi ra chỗ khác coi. À đây Phong sẽ là cục bedrock mấy bạn ơi. Yeah, mạnh nhất. Yeah, vậy là mình thắng chắc rồi bạn ơi. Hay quá à. Ok rồi. Hai người chơi mạnh đi. Ít nhất bên kia còn được gõ, bên này kính làm gì nữa, băng cái là xoang, nó vỡ còn gì nữa. Không, mày không biết. Nói chung là bây giờ để coi nhà của ai sẽ là nhà xịn hơn, chống lại được cơn bão thử thách đầu tiên nha các bạn nha. Ok, bắt đầu thôi nào. Rồi, thì ok, coi như là bây giờ á, Ca Mui được khói đất đúng không? Thì Mui sẽ là người chơi đầu tiên. Thì ở đây á, em có đang để là ba cái block nè, đó. Thì trong ba cái block này sẽ có cái quyển sách bên trong. Thì cái quyển sách này á, nó sẽ ghi là Mui sẽ có bao nhiêu thời gian để Mui xây ra một ngôi nhà an toàn cho Mui để vượt qua những cái thảm họa này. Đó. Thì Mui làm gì không? Mui làm gì không? Không có được bấm vô coi hay chưa? Bấm vô coi được, ta mới vô coi được. Rồi, không có được làm gì nha. Ok, rồi. Vậy bây giờ Mui hãy chọn 103 block đi. Rồi sau đó Mui sẽ Mui mấy mắn tròn coi. Số của Mui. Chọn đi Mui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chị sẽ chọn tay gần nhà chị nhất. Cái này đúng okay. Không? Rồi, ok. Cái rồi, này. Xin mời chị lấy quyển sách ra và chị đọc giúp em coi nó bao nhiêu giây. Mà chờ. Wow, 100 giây. Wow. Xạo không? Xạo không? Xạo không? Đưa anh chị. Đưa anh. Chị lớn, chị xạo có nhiều vậy? Chị ơi. Đưa đây chứ. Đưa cho em cái xin. Nè, 100 giây thật mà. Yeah. Xin chúc mừng Mui. Mui chỉ được xây nhà trong vòng 30 giây thôi. Yeah. Hay quá. Ok rồi, đến lượt Sam á, đến lượt Sam, Sam chọn rồi, đi. Rồi, tôi là nhất, tôi là số 1, tôi là 10 điểm, tôi chọn giữa. Rồi đó, Phong đọc coi. Đây, cho Phong nè, đọc ok, bao nhiêu giây. Sammy sẽ được xây nhà trong vòng 2 phút. Wow, 2 phút lận nha. Ghê, ghê, ghê. Rồi, còn 2 phút, chỉ tôi xây cái đường sụp luôn sao luôn. Vậy thì tới lượt Phong nè, Phong sẽ xây nhà trong vòng 1 phút. Ok, rồi, thì quyết định đi nha. Ok. Ê, em ơi. Ôi, Phong, nhìn nước mắt của Mui nó bay đi kìa.
trời ơi, chị Hoa đã làm bờ lóc đất gì chứ? Lại còn là được tức thời ra đi nhất rồi. Trò chơi đầu tiên của chúng ta là trò chơi lốc xoáy. Nhiệm vụ của mỗi người chơi là phải xây một ngôi nhà thật là an toàn để có thể chống lại được thảm họa lốc xoáy này. Nếu như lốc xoáy cuốn trôi mất nhà của bạn và bạn cũng bị cuốn bay lên trời thì coi như bạn sẽ thua cuộc. Còn nếu như bạn không bị cuốn bay lên trời trong vòng 1 phút thì bạn sẽ là người giành được chiến thắng. Liệu rằng ai sẽ là người giành chiến thắng trong trò chơi lần này thì các bạn hãy nhớ đón xem video để cùng biết nha. Rồi, ok bạn ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn xây nhà của Camui trong vòng 30 giây nha bạn ơi. Bùi, không được xây trước. Không được xây trước, phải đợi 30 giây mới được xây. Ai biết đâu, chả 10 mà lúc này. Trời ơi, chị tự đặt ra, chị tự chịu đi, không ai chịu hết á. Rồi ok, chúng ta chuẩn bị bắt đầu xây nha. À mà quên, từ để cho hay hơn thì em sẽ để cho xung quanh có mấy con heo á. Để cho một tí nữa cho lốc xoáy cuốn mấy con heo bay lên trời chơi cho vui nữa. Ê, có con cọp nè. À, cuốn mà em đúng không? Ok. Tí nữa lốc xoáy cuốn cái con cọp bay lên trời luôn, ok. Đây, để con cọp vô, tôi đẩy con cọp vô cho. Thôi, cứ để im đó đây, tí nữa lốc xoáy cuốn nó bay lên trời luôn á. Rồi ok, chuẩn bị nha. 30 giây của Camui chuẩn bị. Bắt đầu. Rồi vô Mui ơi. Nãy là chót chơi dại bị mất mấy block ta. Mười block, mười block. Ok. Mười. Mui ơi, 30 giây nữa sẽ có cơn bão xuất hiện. Chuẩn bị nha Mui. Cố lên Mui ơi. Ê cái này không chịu nha. Cho chị cái cửa nè. Cho cái cửa rồi còn nói nữa. Trời ơi, tôi không biết rằng là cái nhà bằng kính của Camui có chống lại được cơn bão đâu đây. Mình thấy cái nhà này không quanh. An toàn quá. An toàn quá rồi. Hết giờ. Hết giờ chị ơi, hết giờ rồi. Ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chờ bão tới và coi liệu rằng ngôi nhà Camui có chống lại được cơn bão không nha các bạn nha. Các bạn đoán xem, các bạn nghĩ coi Camui có chống lại được không bạn? Ok. Rồi, chuẩn bị nha. Mui chuẩn bị chiều hồi bão nè Mui ơi, chuẩn bị nè. Ok. 1 2 và cơn bão đã xuất hiện. Trời ơi, nó phá mọi thứ luôn. Rồi xong cái nhà của Mui vỡ kính rồi Mui ơi. Lắp lại nhanh Mui ơi. Cái chân bay lên trời. Coi chân bị cuốn bay lên trời Mui ơi. Ôi mọi người nhìn trên trời nè. Ở trên trời hiện tại mấy con heo bị cuốn bay lên trời luôn nè. Đó, đất đồ cây đồ bị cuốn bay lên trời hết luôn. Rồi Mui bay rồi, Mui đập bay nè. Mui đập bay rồi. Xong Mui ơi. Xong Mui ơi. Rồi xong Mui bay lên trời bạn. Mui ơi. Mui bay đâu. Mui Mui lên trời. Mấy bạn nhìn nè, bạn Camui đang bay vòng vòng trên trời luôn. Không rồi. Nhưng mà xin chia buồn cùng Mui. Xin chia buồn cùng Mui, cái trò này á là Mui không thể nào để cho bản thân bị cuốn bay, hiểu không? Còn cái này là Mui bị cuốn bay rồi, Mui thua rồi. Mui lọt vô nhà con bông dịch rồi kìa, trời ơi chơi dữ vậy. Lọt trời ơi. Chị chỗ đây là không bắt được chị đâu, tạm biệt. Mấy bạn nhìn nè, hiện tại cơn bão nó cuốn là khắp nơi cây nè, đến đất nè, bay hết lên trời luôn bạn ơi. Mấy con heo mình mới vừa đặt ra nãy nó cũng bay lên trời luôn. Trời ơi, cái gì cũng bay lên trời hết. Ủa nè, cái con cọp đâu? Cọp đâu? Cọp lên gặp ông trời. Ủa trời ơi, xem xét kìa, ghê quá. Cọp bay lên trời luôn rồi. Ok. Dạ, coi như màn 1 của Mui, Mui đã thua rồi nha bạn nha. Rồi đến cái màn của Sam để coi Sam làm gì đây. Mà em không tìm thấy chị ở đâu đâu. Thôi tạm biệt chị luôn rồi. Ok, chúng ta cùng nhau đến với Sammy nào. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với căn nhà bằng gỗ của Sammy nha bạn nha. Và Sammy rất may mắn là Sammy có tận 2 phút để xây nhà luôn bạn ơi. 2 phút lận đó nha. Ok. Vậy liệu rằng ngôi nhà bằng gỗ của Sam có thể chống lại được cái cơn bão của chúng ta hay không đây? Giờ các bạn cùng nhau xem nha. Rồi ok. 2 phút nhân của Sammy. Một người có kinh nghiệm. Rồi ok. Nhân danh một người có kinh nghiệm, chị sẽ truyền kinh nghiệm cho Sam như này. Cái thời gian nó không quan trọng đâu, quan trọng là chất liệu nó như thế nào thôi. Như lúc nãy của chị kính mà vỡ nhanh này, còn của em gỗ thì hay xui không biết nữa. Không biết nha, gỗ nhiều khi cũng bị cuốn bay lên trời luôn á, cho nên phải xây cho nó to ra. Xây dày dày, xây dày lên. Trời ơi, ông nghĩ sao vậy dày cho nó cuốn, hiểu không? Thông minh, đúng rồi. Đó, hồi nãy các bạn Camui xây bằng kính á, mà Camui xây có bên ngoài có bức tường có một block, và cho nên là nó rất là dễ bị cuốn bay. Đó, Sammy thông minh nè. Sammy đây là xây dày thế này nè. Đó. Không, tôi xây hết rồi. Em ơi, em biết gì rồi, em biết tại sao chị không xây dày được không? Đào gì hết mà lắm. Oh my god. Trời ơi. Để tôi đào lại không sao. Ok. Xây dày lên, xây dày lên. Sam ơi, xây đi Sam, Sam xây đi. Ok. Trời ơi, mới đào được. Mới đào được gì đâu, đâu vậy? Trời ơi, xây dày lên tí. Mua hết á. Nhìn Sam kìa. Em mới đào ra, mới đào mới rồi, mới đào lúc em đào. Sam mới vừa đào ra, chị Sam mới vừa vô rừng Sam đào ra, chị không đi. Ê, xạo nha, từ nãy giờ tôi đứng đây chưa thấy cô ấy đi đâu hết nha, xạo nha.
chị lát game rồi, chị mệt ghê trời. Đó. Ủa? Thôi, được rồi, vui ơi. Chị thắc mắc hả chị, đừng thắc mắc nữa chị biết. Yên tâm đi, em nhìn cái nhà có sao em cá chắc thế nào cũng bị cuốn bay à, chị yên tâm. Trời ơi. À đúng, nào cũng thua mà, mình sợ gì? Không sợ. 30 giây cuối cùng của Sam nha, 30 giây cuối cùng nha Sam nha. Dậy chưa, dậy cho ta. Rồi ok. Hết giờ. Rồi tôi chui xuống. Rồi đặt dạ dày vô. Rồi ok. Rồi ok. Hiện tại Sam Sammy... muốn lấy cửa không? Chị cho cái cửa ra. Trời ơi, chị cho em cần gì ơi, hãy thèm. Hiện tại thì Sammy đang ở trong cái ngôi nhà bằng gỗ tôi của Sam đi, rồi cho nè. Liệu rằng cái ngôi nhà bằng gỗ của Sam nó có bị bão cuốn bay không đây thì mấy bạn hãy xem thử nha. Và liệu Sam có chịu đựng được trong vòng 1 phút nha các bạn. Ok. Chuẩn bị cho Sam. Chuẩn bị. Chuẩn bị đúng không? Chuẩn bị. 3, 2, 1, bão xuất hiện. Trời wow. Mọi thứ đã bị cuốn bay rồi. Ôi, cái nhà của Sam bị cuốn bay mất tiêu rồi. Ui ơi, nhìn nè. Chưa, chất liệu quan trọng hơn nè. Hoặc cái gỗ này bị bay hơi bị nhờ nha. Bay nhanh nè. Bay nhanh nè. Bay nhanh nè. Nghe nhờ. Tôi đang lóp tôi chưa bị vết, tôi chơi vết trơn. Tôi vẫn chưa thấy vết, tôi vẫn rất an toàn. Đó. Phải không? Dạ, dạ, dạ. An toàn lắm. Ủa? Trời ơi, tôi nó an toàn nè. Một phút đúng không? Rồi chuẩn bị nha, một rồi, phút của mình lên. Nha. 3 2 1 bắt đầu. Rồi mình sẽ xây nè. Sao bấm quay vậy? 30 giây. Nhanh lên rồi tôi quay okay. Rồi. Không okay. Phút. Một phút hết à? Hết à? Lâu người ta vẫn đang tính giờ nha bạn. Còn anh tầm 40 giây rồi nha bạn. Trời. Trời đó, mình sẽ xây cái nhà bé bé thế này nè. Ê chị ơi, bé góc này mà nó mà bay lên trời nữa làm sao bay được chị, nó cứng nhất trong Minecraft rồi, cay ghê luôn á. Đóng lại luôn. Bây giờ thì mình ở trong này yên tâm luôn bạn. Đây là mình đập cái này ra luôn. Mình sẽ thay cái sàn nhà bằng bedrock luôn bạn ơi. Đó cho nó an dầu toàn. Dễ sợ. Rồi ok. Mới có 30 giây thôi. Tôi không cần một phút luôn. Tôi chỉ cần 30 giây thôi đủ rồi bạn à. Rồi ok. Tôi dừng thời gian nè. Đó. Rồi ok. Tôi hạnh phúc quá bạn ơi. Tôi thắng chắc rồi bạn ơi. Ok chuẩn bị nha. Sammy đang quay bên ngoài đúng không? Đúng rồi, đang quay bên ngoài nè Pháp. Ủa cười đâu chị, em đang buồn chết à. Nói chung là không buồn gì hết. Trời ơi, đây một căn nhà rất là đẹp luôn hả? Chuẩn bị nè. 3, 2, 1, bão xuất hiện. Vô vui. Tôi biết mọi thứ đang bị cuốn bay ở ngoài kia, còn trong đây tôi vẫn an toàn. Ủa gì vậy? Sao rồi? Có bị gì đâu? Ôi, cay quá cái gì hả? Trời ơi, an toàn quá, bạn ơi, an toàn quá. Trời ơi, vậy mà còn an toàn. Thế mà không làm gì được thì ai làm gì được cái trời. Bây trời giờ bên ngoài tôi biết chắc là mưa bão đang rất to, còn tôi trong đây vẫn đang rất an toàn. Trời ơi, sấm sét chị ơi, sấm sét nó nổ đùng đùng cho chị. Trời ơi, ghê quá bạn ơi, như này. Quá khỏe bạn ơi, quá khỏe luôn, đứng trong đây yên tâm thoải mái rồi tôi ngủ một giấc tí nữa tôi ra. Thôi tôi đứng đây, tôi nhảy trong đây luôn bạn ơi, tôi nhảy. Đó, nhảy ra. Úp bà gắn đem xài. Thắng rồi nha bạn nha. Phong ơi, ông bị vết trơn luôn hả? Gì cay vậy? Không bị hết. Ở ngoài đang bão to còn tôi hôm nay không bị hết. Vậy coi như tôi thắng rồi bạn ơi. Yeah. Phong còn thông minh ở cái chỗ đặt ở cái dưới này nè. Tôi quá thông minh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với thử thách số 2 nha các bạn nha. Đó chính là thử thách hố đen vũ trụ nhà an toàn. Đó. Oh my god. Và nhiệm vụ chúng ta lần này sẽ làm những gì thì bây giờ mấy bạn hãy xem hướng dẫn trò chơi và biết nha.
Đến với trò chơi lần này, mỗi người chơi sẽ phải xây một ngôi nhà an toàn để có thể chống lại được hố đen vũ trụ. Hố đen vũ trụ sẽ xuất hiện và to lên dần, sau đó hút luôn cả ngôi nhà an toàn vào bên trong. Và nếu như người chơi cũng bị hút vào trong hố đen vũ trụ thì coi như người đó sẽ thua cuộc. Và ai là người có thể chống lại được hố đen vũ trụ lâu nhất thì người đó sẽ là người giành chiến thắng trong trò chơi lần này. Liệu rằng Camui, Phong Cận hay Sammy, ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Đó, đó chính là thể lệ của trò chơi của chúng ta đó các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thử coi ai sẽ được block gì nha các bạn nha. Hồi nãy mình được bedrock thì mình thắng rồi, cho nên mình đã được một điểm. Giờ mà mình được bedrock nữa thì quá đỉnh luôn. Gì Mui? Bây giờ nha, xin mời Mui nhường Mui trước. Hồi nãy Mui quá nhỏ, nhường Mui trước á. Đúng rồi. Quả tính là nãy giờ chị vẫn được gạt trước mà, nhưng mà thôi không sao, gạt trước cũng luôn có lợi hơn. Gạt ra. Wow, hay quá. Camui sẽ xây nhà bằng len. Trời ơi, hợp lý luôn. Ok. Tiếp theo xin mời Sam lấy mấy cục len đây. Okay, rồi. Tôi nghĩ nãy là do xui thôi, bây giờ tôi hên nè, bét xì rắc nè. Yeah, kiếm cương. Wow, cũng ghê đó. Sai, nói chung á là len hay là kim cương thì cũng đều bị hố đen vũ trụ hút thôi à. Để tôi xem tôi được cái gì đây. Tiếp. Không ai được bé đốc, không ai được bé đốc. Hay lắm, nghiệp bình cưng đó cưng à. Ok, trời ơi, bình thường xây nhà bằng kính luôn, chấp luôn á, mình chấp luôn nha các bạn nha. Ok rồi, trời vô nào ơi. Để coi bây giờ người nào sẽ chơi trước nè. À khoan từ, bây giờ chúng ta phải tính thời gian đã. Mọi người đi theo em, qua đây. Ủa, bây giờ vậy? Chúng ta sẽ phải coi thời gian chúng ta xây cái nhà an toàn là mất bao lâu, hiểu không? Và ở bên này em đã chuẩn bị một cái chỗ để mọi người qua đây. Trời ơi, đây. Em điện cái chỗ gần điện xa dữ vậy, đi mỗi giờ sao? Mọi người, ở chỗ này nó có một cái nút là 2 phút nè, bên này là 30 giây và bên này là 1 phút đó. Và nhiệm vụ của mọi người là phải chọn một trong ba cái nút này. Và sau khi chọn bấm nút thì nó sáng đèn nào thì người đó sẽ chơi theo thời gian của Phong. Hả? Phong. Vậy em có phải em trai tốt của chị không? Ờ, em là em trai tốt của chị mà. Thật không? Thiệt, coi sao. Rồi, ok, thế chị sẽ chọn màu xanh của chị. Tại vì chị chắc chắn là em sẽ cho chị chọn màu này là chắc chắn rồi. Nhưng mà nếu mà em là em trai tốt của chị thì chị sẽ được 2 phút. Còn nếu mà em là một em trai không tốt của chị. Cái này á là nó random, chị hiểu không? Cho nên là chị phải chọn, hiểu không? Random đó. Rồi. Chắc chưa? Chắc, cứ màu xanh rồi. Màu xanh xanh luôn, ok, sáng màu nào? Thôi là mương vương miệng màu vàng là màu vàng. Ok, vậy tôi chọn màu đỏ. Trời ơi, màu đỏ của Kairon OTB Real nha các bạn nha. Đó. Rồi thì bây giờ em sẽ là người bấm đầu tiên nha. Để coi mình sẽ được bao nhiêu phút đây bạn ơi. Ok, rồi chuẩn bị nha. Rồi để xem qua mấy bạn. Màu đỏ là bao nhiêu phút đây? Tiếp. 1 phút. Yeah, 1 phút. Rồi ok. Người tiếp theo xin mời Camui. Mời Camui. Rồi bây giờ thì xin mời Camui bấm. Chị yên tâm đi, em là em trai tốt của chị cho nên là chắc chắn chị sẽ thắng luôn. Chắc chắn chị sẽ ra 30 cho mọi coi này. Biết cái 30 giây. Trời ơi, 30 giây rồi xong luôn. Số Mui đen quá bạn ơi. Cái này là Mui tự chọn nha. Em đã hỏi Mui là chắc chưa mà Mui vẫn chọn nha. Mui ơi, bà dội, bà vô nhà ông dịch cũng ở luôn kìa. Ngủ quá. Cái này là do chị chọn. Cái này là do chị chọn, không phải do bọn em. Đừng có trốn. Ok, rồi vậy là sao Mui là 2 phút. Ủa, xây trang hồi nãy vậy ta? Mui 30 giây, không 1 phút, Sam 2 phút. Ủa gì kìa? Ủa, cái này ra đúng, cái này ra đúng nha. Đúng rồi, cái này random mà cái này chị tự chọn mà, hỏi do em nha. Ok, vậy thì bây giờ chúng tôi cùng nhau bắt đầu xây nhà để coi nhà ai có thể chống lại được hố đen vũ trụ nha bạn nha. Bắt đầu thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với ngôi nhà đầu tiên của Camui nha bạn nha. Và Camui sẽ phải xây nhà an toàn bằng len nha bạn. Rồi, Mui có 30 giây để xây hoàn thành xong ngôi nhà của Mui nha Mui. Mui ơi. Nhà len rồi. Tiếp tục là 30 rồi, tôi đã theo vuông nữa cho mọi coi nè. Ok rồi, đợi em xíu, em bấm giờ đã, mấy bạn đợi mình xíu nha. Rồi, 30 giây của Mui chuẩn bị. Bắt đầu. Rồi xây đi Mui. Xây đi. Rồi chị ơi, xây đi. Thôi để chị tặng rồi, chị dạ, cho em nè. Em sẽ tặng cho chị thêm len nè để chị có thể xây dày hơn đó. Này là công bằng nha. Đó, trời tặng ơi. Thêm len nè. Phong ơi, có xây dày mà Mui cũng cuốn đi à. Còn len được gì đâu trời. Thì cứ để xem coi Mui sẽ xây như thế nào. Nhà an toàn của Mui liệu rằng có chống lại được hố đen vũ trụ hay không. Thì bạn nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Em khoan. Ví dụ như là mọi người có thời gian thì mọi người xây dày được đúng không? Mà chị không có thời gian, chị đúng không rồi. Có thời gian. Rồi chị còn 3 giây cuối cùng, chị ơi lắp cái máy lại. Lắp cái máy lại. Em biết cái này là như Phong Cận á chị. Nè, Phong tôi không làm nữa nha. Tôi không làm nha. Không có, không làm gì đó. Từ sao? Em thấy nó tự cháy mà. Không phải do em thời, em thấy nó tự cháy. Ủa chị ơi, sao chị xây cái gì vậy? Cái gì đấy, cái đấy. Ai chị xây cái này vô? Chỉ được thôi. Ê, Phong ơi,
cho Mui xây đi. Mui tiếng gì xui à. Rồi ok cho Mui luôn á. Được rồi. Cái này là Mui xây nhà tù cho Mui không hiểu không đó. Bây giờ hố đen vũ trụ sẽ xuất hiện nha. Thì mình sẽ bay lên đây để mình để một cái hố đen vũ trụ cho nó xuất hiện nha bạn. Ok, thời gian của Mui chuẩn bị bắt đầu nha. Rồi. Rồi em bấm nè. Đây à, chuẩn bị tạo một cái hố đen vũ trụ nè. Rồi sắp xảy ra Mui bay lên trời nè. Hố đen vũ trụ xuất hiện. Vâng, mấy bạn đang thấy hiện tại ở đây nó đang có một cái hố đen vũ trụ ở trên trời nha các bạn nha. Và cái hố đen này nó vẫn chưa có hút đâu. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cho nó hút. Xì ta hút cái nè, nó hút nè. Nó hút cái, nó hút cái. Rồi ok, mọi người bấm vào nha. Ôi, một lúc. Trời ơi, nó đang to không, dần nó... Chị nghĩ rồi. Cây này sẽ là cái nó không bao giờ, nó không bao giờ đi. Cây bắt này đầu là, và hố đen vũ trụ đang dần dần to lên. Nó đang hút mình plan của Mui vào. Không sợ, không sợ, tôi nhờ tôi nói không sợ. Ôi các bạn ơi, bạn nhìn là hiện tại nha, là hố đen vũ trụ đã hút gần hết ngôi nhà của Mui rồi. Và tất cả mọi block đang to bị, dần đang bị vô trong ngôi nhà. Nhưng mà Mui hiện tại vẫn đang an toàn các bạn ơi. Ghê vậy. Chị không sợ đâu. Ghê, chị không sợ không? Bạn rồi, coi nó hút kìa, coi nó hút kìa, coi nó nuốt kìa. Hố đen vũ trụ hình như nó không hút được những cây tre các bạn ơi. Mà nó chỉ có thể hút được mấy block xung quanh thôi. Bạn nhìn nè, nó hút gần hết luôn block nè. Anh là tốt có khác. Ok, ok. Hiện tại em Mui đã có thể sống rồi. Đây thì gáy hả bạn, gáy. Chị ơi, nó ghê lắm chị ơi. Nghĩ sao vậy, nó hút luôn một đời chị luôn vô trong á. Hố đen vũ trụ đang to dần lên. Ê chị ơi, xanh ra mẹ, cái gì vậy? Nó hút Mui ngôi làng vô à. Trời ơi. Đây Mui, đây Mui, tê bê chỗ em Mui ơi. Oh my god, hố đen vũ trụ nó đang to lên đến nỗi mà nó hút nguyên cái ngôi làng vô luôn bạn ơi. Oh my god, oh my god. Rồi. Nó ghê quá hả? Nó ghê lắm cái đó. Lại trời, cái này không ai chơi lại luôn á Phong ơi. Dạ yeah. Rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ công bố kết quả nha các bạn nha. Đó chính là ca Mui đã sống sót được 53 giây. Ok. Ghê ghê hả? 53 giây. Gần phút, gần chưa phút, được gần một phút rồi đó. Nhưng mà được 53 giây là cũng là ghê rồi các bạn ơi. Bởi vì có hút đèn Phong ơi này á, nó mạnh lắm các bạn. Nhìn nè, nó hút quá trời luôn, thấy không? Nó hút nè, nó hút qua tới tò cả bên hao nè. Nó hút mọi thứ vô. Cái này chị sợ Bedrock cũng không làm gì được nha. Bedrock cũng bị hút luôn á. Thì chắc đó, luôn. Em nghi là Bedrock cũng không thắng nổi đâu. Ok rồi. Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau đến với người chơi tiếp theo sẽ là Sammy nha các bạn nha. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với ngôi nhà an toàn bằng kim cương của Sammy. Liệu rằng kim cương có thể chống lại được hố đen vũ trụ hay không? Thì bạn hãy comment xuống bên dưới để cho mọi người biết nha. Và bạn nghĩ rằng Sammy có sống qua nổi một phút hay không? Thì nhớ comment xuống bên dưới luôn nha. Ok. Rồi. Mui ơi, Mui... Sam ơi, em xây thế nào cũng được á. Xong rồi em làm sao mà em sinh tồn ở dưới 50 giây là được nha. 53 em dưới 50 là được. À, trời ơi, dư sức chị ơi. Rồi, 2 phút xây nhà của Sammy để Sammy có thể xây được nhà an toàn nè. Chuẩn bị 2 phút của Sam. Bắt đầu. Rồi xây đi Sam. Trời ơi, mình cứ xây nhà nho nhỏ thôi cho em nhỏ vui thôi trời. Nó xây cho nó dùng dằn lên tí. Đây mình sẽ xây dài dài lên cho nó hút. Cái này á là hố đen vũ trụ á các bạn, cho nên mình cá chắc rằng là không có cái gì có thể chống lại được nó đâu. Chỉ có là mấy bạn gọi là cố gắng tìm mọi cách để có thể ít bị hút lên nhất thôi, để coi coi ai sẽ là người bị hút lên nhanh nhất đây. Hay, mình nghĩ là Mui có 53. Đáng lẽ ra lúc nãy chị phải tạo một cái kiểu ở trên đầu á, thì lúc mà chị khó bị hút á thì chị sẽ không sao. Đúng rồi. Đúng rồi. Chị phải tạo lớp lên. Chị phải tạo một cái để cho nó chặn lên trên đầu chị thế này nè. Đó, lúc chị hút lên chị sẽ bị chặn lại, chị không bay lên được đó. Bây giờ mới nhớ trời ơi. Ai nhắc bà nào ơi trời. Rồi còn bao nhiêu phút nè, tôi biết tôi còn xây nhiều lớp nè, nó hú từ từ. Còn 1 phút, còn 1 phút nha. À, yên tâm em có nhiều, em thích xây bao nhiêu thì em xây luôn. À dạ, đừng quan trọng là xây. Em còn block không để mà xây không? Trời ơi chị ơi, em là thần block chị ơi. Dư sớm qua cầu. Hồi nãy Sam lấy nhiều lắm. Đúng rồi. Phải không? Đây. Phải, rồi bây giờ mình sẽ trong này tối quá cho năm ánh sáng Mui ơi. A few minutes later. Và sau 2 phút thì Sammy đã xây được cái này. Tôi nhìn sao nó giống cái nhà lắm mấy bạn ơi. Nó không giống cái nhà lắm, nó giống một cái gì ta, một cái núi kim cương hơn là một cái nhà các bạn. Đây đó, giờ đây chơi là một cái cột á. Ok rồi. Sammy vậy em đập gì vậy? Sống trong này đúng không? Rồi ok, để coi đúng nhà rồi. Của Sammy thế nào nè. Bây giờ mình sẽ lên, mình sẽ triệu hồi một cái gì ta, hố đen vũ trụ nha các bạn nha. Ok. Đây. Rất an toàn. Rồi hố đen vũ trụ xuất hiện. Đây. Và bây giờ để xem coi cái nhà an toàn của Sammy sẽ chịu được bao lâu với cái hố đen vũ trụ này đây. Rồi. Dưới 50 giây. Chắc chắn rồi. Yên tâm đi Mui ơi. Để em xem thử nha. Chuẩn bị nè. 3, 2, 1. Thời gian của Sammy bắt đầu. Em cả chắc là em hơn Mui rồi chị. Em không ai hơn chị là Mui rồi. Okay. Ok. Em yên tâm. Em nghĩ là em có thể thoát được sao. Nhưng mà bạn đang thấy nhanh lắm thì hiện tại mái nhà bằng kim cương của Sam đang bị hút lên. Và nó đã hút được 2 lốc kim cương rồi. 3 lốc rồi. Ok. Rồi.
nó đang hút từ 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 nè. Hiện tại Sammy đã có thể chống chịu được khoảng 15 giây. Thì 15 giây là Sammy ơi. 40. Trời ơi, tôi buồn với bà mui quá, khỉ hồi. Em làm đi. Bên ngoài đó bạn nhìn bên ngoài bạn thấy không? Nó đang hút tất cả mọi thứ vào bên trong nè, còn bên trong sao? Tôi thấy hút cái gì vậy? Ủa sao tôi thấy hút gì trời? Sammy sao rồi Sam? Nó đang to lên rồi á. Ủa tôi đã bị hút nè, tôi đã bị hút nè. Đúng vậy, Sammy coi chừng nha. Rồi, 40 giây rồi Sammy, có rồi Sammy, 40 giây rồi. Rồi sao? Oh my god. Xin chia buồn cùng Sam. Hố đen vũ trụ đã hút Sam lên vào lúc 44 giây. Tôi không bị mát. Tôi không phải là người cuối cùng. Trời ơi, gì vậy? Vậy là Sammy coi như đã thua rồi bạn ơi. Sammy thua Camui luôn rồi. Trời ơi là trời. Chắc chắn là mình không thể nào để thua Camui được các bạn à. Mình phải một phút luôn mình mới chịu. Đó, đằng sau lưng mình thấy nè, hố đen vũ trụ nó vẫn đang hút và quanh xa tôi luôn không ơi. Một điều đó chính là kim cương mà thua Len. Kim cương mà thua Len luôn chứ. Ta từ để mình thử chỉnh game mất không coi, để coi mình có bị hút vô nha các bạn. Ui, mình bị hút ra. Ôi oh my god, thả tôi ra. Oh no, ui ơi, em bị hút rồi. Ui ơi, em sao? Em chạy không được, ui ơi. Chạy bằng niềm tin đó Phong, tôi là tôi bị hút ngoại mại luôn á. Em hồi sinh cái lẽ bị hút vô, em hồi sinh cái em bị hút vô. Trời ơi, thoát em rồi, bây giờ tới lượt mình nha bạn. mấy bạn ơi, sao mấy người này cười gian quá, tôi thấy hơi sợ sợ, hơi đáng ráng các bạn ạ. Cười cái gì mà cười, đây tôi xây nhà an toàn bằng kính cho mấy người coi nè, tôi một phút luôn cho mấy người coi nè, đây. Người ta kim cương còn không thoát được, ông đòi kính mà đòi thoát sao? Tôi nổi chót cho ông nha. Người khác qua quẻ bề ngoài chị hiểu không? Ơi, trời ơi, ông nhảy mà ông. Tôi mà thua là ông thua chắc. Rồi ok, Sammy là 44 giây nè, Camui là 53 nè, lần này mình 54 mua giây cho mui tức chơi nè, ok. Một phút không thôi. Không có ơi. Bắt đầu. Ok, không có 1 phút nha, nhớ 1 phút nha, để tôi 1 phút nha. Yeah, 1 phút là 1 phút. Không. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 hết 1 phút, hết 1 phút rồi. Trời ơi, mà làm như giật nợ bả gì mà đếm dữ vậy trời. Chỉnh game mất không chứ quên mất từ nãy giờ không chỉnh game mất không. Che em đặt nhanh cho cái máy cày á. Lại, từ bình tĩnh. Ôi my god, chỉ còn có mấy giây thôi. Tôi chỉ cần xây thành cái ống như thế này thôi là tôi sống được rồi. Ok. Yes. Nè ta. Như thế này thôi, không cần. Chết tên, không cần đếm giờ nữa, xong. Rồi ok, rồi xong luôn nha. Rồi Mui ơi, bây giờ Mui chịu hồi hố đen vũ trụ rồi, giúp em Mui ơi. Không có, hãy đem ra đây. 3, 2, 1. Rồi, hố đen đã xuất hiện. Mình sẽ bấm giờ nha các bạn nha. Hố đen chưa? Bắt đầu với chị, start chưa? Nó hút chưa vậy? Ôi mấy bạn ơi, hố đen đang to ra kìa. Oh my god, xung quanh đầu tiên. Xung quanh của mình nó đang bị hút đi. Ủa sao thấy xung quanh bình thường là xung quanh có bị gì đâu. Ủa kìa. Ủa nó đang lại từ từ. Ôi, bây giờ nó mới bị nè. Bây giờ nó mới bị nè. Thấy chưa? Trời ơi, chưa phải đi. Ê không, kính này chắc chắn lắm nha. Yeah. Ủa chắc chắn lắm. Ủa gì vậy đâu? Không bị gì hết. Yeah, tôi vẫn đứng im. Kính gì vậy? Ủa, kính này kính gì vậy? Tôi không biết. Kính này là kính cường lực, kính gọi là siêu thị rồi. Kính lên cái bay đâu đâu. Nó vẫn mất nha, nó vẫn bay nè, thấy không? Một cái kính bay lên nè. 45 giây. Điểm rồi, điểm rồi. Yeah. Bao nhiêu vậy? 50 giây rồi. Yeah. Ủa? Cái gì vậy? 54 giây. Yeah. Win rồi. Yeah, ui, mình bị hút lên nè bạn, mình đang bị hút lên nè bạn. Không, không sao. Rồi, đi. Trời ơi, chị. Gì vậy? Yeah, mình không. Là một phút một giây các bạn ơi. Trời ơi. Tôi bị ao game rồi. Ủa sao tôi bị ao game rồi? Yeah, mấy bạn ơi, vậy là ngôi nhà bằng kính của mình cứ tưởng là yếu nhất, hóa ra nó lại là mạnh nhất mấy bạn ơi. Mình đã sống sót. Chắc là do game nó lag hoặc là do bị làm sao thôi. Trời ơi, chị ơi, chị cứ xem thường kính đi, hồi nãy hai người cười ghê lắm mà, cuối cùng tôi lại là người giành chiến thắng. Ok bạn ơi, vậy là coi như trong trận này mình vẫn là người giành được giải nhất. Camui là giải nhì và Sammy là giải ba bạn à. Vậy là mình thắng rồi. May quá, may không bet hai trận liên tục. Thôi nói chung là cũng hên cho Mui, là trận này Mui cũng được hạng nhì đó nha. Ui ok bạn ơi, thì mấy bạn thích nhất là thảm họa hố đen vũ trụ hay là thảm họa bão thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Nhưng mà riêng đối với mình nha bạn, thì mình vẫn thích cái hố đen vũ trụ hơn, bởi vì nó có thể hút được nguyên cái ngôi làng vô luôn, nhìn khá là bão quá. Đấy, thì bạn thấy rằng là
ai có nhà an toàn VIP hơn thì tất nhiên là Phong rồi. Và bạn thấy ai trời là người ơi, là có thể là người ta có thể chiến thắng được trong trận này thì tất nhiên cũng là Phong rồi. Trời, con hỏi là Phong ơi, cái này là do mấy bạn fan chấm điểm đi. Bạn nào thích ngôi nhà ai nhất thì có mình, đúng không? Sao mình chấm được luôn. Cho các bạn fan chấm điểm ngôi nhà an toàn của ai mạnh hơn. Nếu như bạn nào là team Phong á thì bạn có mình số 1, team Sam thì có mình số 2, còn team Camu thì có mình là số 3 nha. Ok, mình số 3 đi, cho tôi số 3 đi. Mui có thể không thắng trong game nhưng mình cho Camu